em đau vai gáy là rất nhiều, tại vì em bị thoái hóa đốt sống cổ. Em đau cũng lâu lắm, phải 2-3 năm nay rồi. À. Nhưng mà mọi khi nó đau không nhiều, nhưng mà đợt này em đau nhiều. Đợt này đau nhiều ha. Cái đau từ đây nó chạy xuống chân luôn. Ngồi lại xác định lần nữa, ngồi thẳng, đúng rồi, vuông góc nha. Ok chưa? Đánh mà em anh cưới cho em xong rồi em thấy đỡ nhiều, đỡ cho em thấy nó nhẹ, em đã bổ như là kiểu xoay. Chứ còn lúc trước là em bị đau nặng, em là cứ suốt ngày đau vai, xong đến đau chân, cứ khỏi vai đến đau chân. Bây giờ thì nhẹ nhiều rồi. Vâng, bây giờ cổ là em thấy chỉ là dễ chịu. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu.